Thánh Zana Beretta Mola là một bác sĩ nhi khoa người Ý, sinh ở Magenta thuộc nước Ý vào ngày 4 tháng 10 năm 1922. Cô là con thứ 10 trong gia đình có 13 người con. Năm 3 tuổi, Zana và gia đình chuyển đến Bergamo và cô lớn lên ở vùng Lombardy của Ý. Khi còn là một cô gái trẻ, Zana đã được tiếp xúc với một nền giáo dục công giáo. Cô cởi mở đón nhận đức tin qua sự dạy dỗ của cha mẹ. Cô đã lớn lên và xem cuộc sống là món quà tuyệt đẹp của Chúa, cũng như nhận thấy sự cần thiết và hiệu quả to lớn của việc cầu nguyện. Năm 1942, Zana bắt đầu học y khoa tại Milan. Cô là một sinh viên tài năng và chăm chỉ, cả ở trường đại học lẫn đức tin. Là một thành viên của hội giúp đỡ người nghèo mang tên Vincent Follo, Zana đã áp dụng đức tin của mình trong việc phục vụ tông đồ cho người già và người nghèo. Vào năm 1949, cô nhận hai bằng đại học về y khoa và phẫu thuật từ Đại học Pavia. Vào năm 1950, cô đã mở một phòng khám tư ở Maseru, gần quê hương Magenta của cô. Năm 1952, Zana theo học thêm chuyên ngành y khoa tại Đại học Milan và từ đó, cô được các bà mẹ, trẻ sơ sinh và người già cũng như người nghèo đặc biệt yêu quý. Zana coi việc phục vụ thai nhân qua y học là sứ mệnh của đời mình. Cô nỗ lực phục vụ cho giáo hội công giáo qua những hành động thiết thực. Cô nhiệt thành tham gia phong trào giáo dân sống tận tụy và lan tỏa giáo huấn xã hội của giáo hội công giáo trong một nền văn hóa rộng lớn. Phong trào này vẫn còn hoạt động cho đến ngày nay trên khắp thế giới. Zana mong ước sẽ cùng anh trai mình, cũng là một linh mục truyền giáo, đến Brazil để phục vụ y tế cho các sản phụ và những phụ nữ nghèo. Tuy nhiên, do tình trạng sức khỏe đau yếu thường xuyên nên mơ ước của cô không thể thực hiện được và cô chọn cách tiếp tục tận tụy với công việc bác sĩ ở Ý. Cô lựa chọn ở gọi hôn nhân và coi hôn nhân là món quà của Thiên Chúa. Vào tháng 12 năm 1954, Zana gặp Pietro Mola, một kỹ sư làm việc trong văn phòng của cô. Họ chính thức đính hôn vào tháng 4 năm sau và kết hôn vào tháng 9 năm 1955. Zana đã đón nhận con cái Chúa ban như một ân huệ cao cả và cô chu toàn ân gọi hôn nhân của mình trong việc biến gia đình mình thành nơi để Chúa ngự trị. Zana viết cho Pietro rằng, tình yêu là thứ tình cảm đẹp đẽ nhất mà Chúa đã gửi gắm vào tâm hồn của người đàn ông và người phụ nữ. Vào tháng 11 năm 1956, Zana hạ sinh đứa con đầu lòng. Vào tháng 12 năm 1957, cô sinh đứa con thứ hai và tháng 7 năm 1959, cô hạ sinh đứa con thứ ba. Zana đã làm tròn thiên chức của một người mẹ một cách ân cần và sắp xếp hài hòa mọi khía cạnh trong cuộc sống. Năm 1961, Zana mang thai đứa con thứ tư. Vào cuối tháng thứ hai của thai kỳ, Zana đã phải trải qua một cơn đau không thể tưởng tượng được. Các bác sĩ đã phát hiện một khối u xơ trong tử cung đang phát triển trong cơ thể cô. Có nghĩa là cô đang mang trong mình một đứa trẻ và một khối u. Sau khi thăm khám, các bác sĩ đưa ra cho cô hai lựa chọn. Một là phá thai và cắt bỏ tử cung. Điều này sẽ cứu sống cô, nhưng sẽ giết chết thai nhi và cô không thể mang thai nữa. Hai là chỉ cắt bỏ u xơ. Việc này sẽ khiến sức khỏe của cô gặp nhiều nguy hiểm hơn, nhưng có thể cứu được tính mạng của thai nhi và sinh em bé. Zana là người am hiểu về giáo lý công giáo. Cô hiểu rằng cả y học, luật tự nhiên, kinh thánh và truyền thống Kitô giáo đều bảo vệ cho quyền được sống của một thai nhi. Đứa trẻ trong bụng mẹ có quyền sống cơ bản của một con người. Vì muốn bảo toàn tính mạng cho con mình, Zana đã lựa chọn chỉ cắt bỏ khối u xơ. Điều đó có nghĩa là cô sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để cứu sống đứa con của mình. Zana đã xin các bác sĩ phẫu thuật để cứu sống con cô. Còn cô vẫn tin tưởng và tìm kiếm ân an ủi trong lời cầu nguyện. Ca phẫu thuật thành công, mạng sống của đứa trẻ đã được cứu. Zana vô cùng cảm tạ Chúa. Nhưng sau đó, những biến chứng liên tục xảy ra cho cô trong suốt thời gian mang thai. Zana đã kiên cường trong suốt thời gian ấy và cô vẫn không ngừng hy sinh trong trách nhiệm là một người mẹ và là một bác sĩ. Vài ngày trước khi đứa trẻ được sinh ra, Zana đã cầu xin Chúa cho con mình được bình an và đừng gặp những tổn thương thể lý gì. Cô biết rằng mình có thể mất mạng trong khi sinh, nhưng cô ấy đã sẵn sàng. Zana đã khá rõ ràng về mong muốn của mình, cô bày tỏ với gia đình. Nếu mọi người phải quyết định cứu sống tôi hay đứa trẻ, xin đừng do dự, hãy chọn đứa trẻ, đó là mong ước của tôi, xin hãy cứu đứa bé. Ngày 21 tháng 4 năm 1962, Zana Emanuela Mola sinh mổ thành công. Các bác sĩ đã thử nhiều phương pháp điều trị và thủ thuật khác nhau để đảm bảo rằng cả hai sẽ được cứu sống. Tuy nhiên, vào ngày 28 tháng 4 năm 1962, một tuần sau khi sinh đứa trẻ, Zana đã qua đời vì viêm phúc mạc nhiễm trùng. Cô được chôn cất ở Maseru. Bà Zana được phong chân phước vào ngày 24 tháng 4 năm 1994. Theo lời một nhân chứng phép lạ kể lại, năm 2003, cô Elizabeth Cobarini bị rách nhau thai khi mang thai đến tuần thứ 16. Nước ối bị vỡ và chảy ra hết. Lúc bấy giờ, bác sĩ chuẩn đoán cơ hội sống sót của đứa trẻ là rất ít.
Elizabeth đã cầu nguyện với chân vứa Zanamola và cầu xin sự trợ giúp của người. Và phép lạ đã xảy ra. Elizabeth đã bình an sinh ra một đứa bé khỏe mạnh. Chân phước Zana chính thức được phong hiển thánh vào ngày 16 tháng 5 năm 2004. Chồng và các con của bà, trong đó có người con thứ tư của bà là Zana Emanuela, đã tham dự lễ phong thánh của bà. Đây là lần đầu tiên một người chồng được chứng kiến vợ mình được phong thánh. Trong buổi lễ phong thánh cho Zana, Đức Gioan Phaolô đề nghị mô tả thánh nhân đã sống các nhân đức một cách anh hùng. Bà là một con người bình dị nhưng sống như một chứng nhân vĩ đại cho tình yêu của Thiên Chúa. Ngài nói thêm, qua tấm gương của bà Zana Berestamola, ước gì trong thời đại chúng ta, con người sẽ khám phá ra vẻ đẹp nguyên vẹn, trong sáng và phong phú của tình yêu hôn nhân. Bởi vì sống trọn vẹn ơn gọi hôn nhân cũng là một lời đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa. Thánh Zana Berestamola là vị thánh bảo trợ của các bà mẹ, các thầy thuốc và các thai nhi. Thánh nhân được mừng kính vào ngày 28 tháng 4 hàng năm.